những hình ảnh, những con người đang chiến đấu, chống lại với bệnh tật, với sự sống và cái chết. Những cơn đau nhức không ngừng, những tiếng còi cấp cứu bệnh nhân tai biến, đột quỵ. Nhẹ hơn thì là những cơn đau tim, suy thận, sỏi thận, tiểu đường, tim mạch. Mà đứng sau nó không gì khác, chính là mỡ máu cao. Mỡ máu cao, một thù chung trong xã hội hiện đại. Những hình ảnh trên chính là những biến chứng mà mỡ máu cao là nguyên nhân tiềm ẩn, đẩy chúng ta vào những nguy cơ không lường trước. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào những biến chứng nguy hiểm mà nó có thể gây ra nhé. 1. Béo phì. Mỡ máu cao và béo phì thường có mối liên hệ chặt chẽ. Cholesterol cao có thể góp phần vào sự tích tụ mỡ, dẫn đến tăng cân và béo phì. Những người béo phì có thể tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch và đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống lipid trong cơ thể. Mối quan hệ này làm tăng nguy cơ về tiểu đường và các vấn đề sức khỏe liên quan đến cholesterol cao và cân nặng. Khi mức độ cholesterol tăng, nó có thể tạo ra các mảng bám trong các mạch máu nhỏ của thận. Sự tích tụ này có thể dẫn đến tổn thương và suy giảm chức năng thận, góp phần vào việc phát triển bệnh thận mãn tính. 2. Bệnh thận. Ngoài ra, mỡ máu cao cũng có thể gây ra proteinuria, mất protein qua nước tiểu, và hematuria, máu trong nước tiểu, là dấu hiệu của tổn thương thận do mỡ máu cao. Tăng huyết áp cũng là một tác nhân có thể gây tổn thương các cấu trúc thận và suy giảm chức năng thận. Bên cạnh đó, mỡ máu cao thường kết hợp với tiểu đường cũng có thể gây ra bệnh thận, tiền đái tháo đường, khiến nguy cơ tổn thương thận tăng lên. 3. Tim mạch. Các mảng bám trong động mạch được tạo ra, lâu ngày chúng sẽ tích tụ lại, gây ra tình trạng xơ vữa động mạch. Sự tích tụ mảng bám này có thể làm hẹp lumen của động mạch, hạn chế lưu lượng máu đến cơ tim. Khi mảng bám này vỡ hoặc tắc nghẽn đột ngột, có thể dẫn đến cơn đau thắt ngực hoặc cơn đau tim, khiến một phần của cơ tim bị tổn thương do thiếu máu. Nếu không được xử lý kịp thời, điều này có thể dẫn đến cơn đau tim nặng hơn hoặc đau tim cấp tính, gây ra tổn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. 4. Tăng nguy cơ viêm khớp và bệnh gút. Mỡ máu cao có thể góp phần vào việc gây viêm khớp thông qua một số cơ chế khác nhau. Các chất béo có thể tạo điều kiện cho việc phát triển viêm khớp. Các triglyceride cao có thể gây ra sự kích thích cho các tế bào miễn dịch, dẫn đến việc tăng sản xuất các hóa chất gây viêm, góp phần vào sự viêm khớp. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số loại mỡ tốt có thể có tác động chống viêm. Tuy nhiên, mỡ xấu cao có thể kích thích sự phát triển của viêm. Gút xảy ra khi axit uric tích tụ trong máu và tạo thành các tinh thể trong các khớp, gây viêm và đau. Mức độ mỡ máu cao có thể tăng cường sản xuất axit uric hoặc làm giảm khả năng loại bỏ axit uric khỏi cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh gút. 5. Đột quỵ. Trong quá trình lưu thông của mạch máu sẽ để lại các mảng bám. Nếu HDLC, mỡ tốt không kịp dọn dẹp lại những mảng bám, chúng có thể gây ra tắc nghẽn mạch máu, tạo cản trở cho dòng máu lưu thông đến não. Khi một phần của mảng bám tắc nghẽn hoặc gãy rời, nó có thể di chuyển tới các mạch máu nhỏ trong não và gây tắc nghẽn, cản trở hoặc ngăn chặn dòng máu, dẫn đến đột quỵ. Đột quỵ xảy ra khi một phần của não bị tổn thương do thiếu máu hoặc xuất huyết, gây ra mất chức năng ở khu vực đó. Nhưng không phải là mọi thứ đều mất kiểm soát. Chúng ta có thể làm gì đó để đối phó với mỡ máu cao. Thay đổi lối sống là khóa để ngăn chặn những biến chứng này. Tập thể dục đều đặn, ăn uống cân đối và theo dõi y tế định kỳ là chìa khóa cho sức khỏe tốt hơn. Đừng để mỡ máu cao trở thành ác mộng của bạn. Hãy hành động ngay bây giờ để bảo vệ sức khỏe của bạn và của gia đình. Hãy thay đổi ngay lập tức để tạo ra một tương lai khỏe mạnh. Thuốc dân tộc chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng bạn.